Nhìn cái tay gì mà nó nát như là gà bới thế kia. Bàn tay là làm có tiền, kinh tế khá, có số giàu có chứ không phải tầm thường. Nhưng mà bàn tay này là số bạo tàn bạo phát. Có nghĩa là lên cũng nhanh mà xuống cũng nhanh. Chỉ trong sau một đêm là có thể tan tành hết, tài sản bay hết sạch sẽ luôn. Chính xác luôn. Thế thời vận của chị hiện tại đang đen đấy, 3 năm vừa qua là ba cái năm gọi là giông tố của chị đấy. Chính xác. Đấy, tiền mất tình tan. Đấy, giờ chỉ còn mỗi cái xác không thôi. Mấy tháng Chính cuối xác tí nữa. năm mấy tháng cuối năm nay là còn đen nữa, công việc lại còn xuống dốc nữa, chả làm cái gì ra tiền cả. Đúng rồi đây, không có hướng luôn, không định hướng được gì hết. Ở tay này chỉ cho một hướng đi này, rồi đi thoát, đi đất khác đi. À, em xem chị thử có đi đi nước khác được không? Được, đi nước ngoài được. Có được luôn Cơ bản cái đất này nó không có đãi chị. hả? Cái đất ở hiện tại nó không có đãi. Đấy, vì thế nếu mà chị thoát ly đi sang đất khác sẽ có người giúp đỡ, có quý nhân giúp đỡ. Và sẽ lập lại được tất cả mọi thứ, cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Nếu chị còn ở đất này nhiều khi là cái nhà không có để ở. Bị xúc động quá, em có trúng gì xúc động quá. À, em coi thử chị có cái hướng ta xuất ngộ đúng Đúng rồi. không? Chị đang chờ đợi mà em thấy nó có hy vọng không? Có hy vọng chắc chắn là có số đi, bởi vì đường chỉ du lịch trong mỗi bàn tay của chị rất rõ rồi. Chỉ cần kiên trì là sẽ được thôi. Nếu mà có chút trục trặc nhưng mà kiên trì thì cũng sẽ được. Chị đang trục trặc này, chị đang trục trặc. Trong trục trặc tự nhiên mấy tháng nay là anh mất liên lạc với chị. Kiên trì đi, kiên trì là sẽ được, chờ đi. Em coi thử cuối năm có tin không, có tin gì vui không? Em khuyên chị là cứ chờ, chắc chắn là sẽ có tin vui nhưng mà phải chờ. Dạ Cứ chờ là sẽ được hết. Còn ngày nào tháng nào thì em sẽ không nói rõ cho chị, nhưng mà chị cứ chờ là được. ok. Và Dạ cuối ok. cùng kết quả tốt sẽ đến với chị. Chỉ cần biết như vậy thôi. À đó rồi, chị hiểu. Chị nên nhớ, cuộc đời của chị không bao giờ thành công từ lần thử đầu tiên. Làm bất cứ điều gì cũng vậy, chuyện hôn nhân cho đến công việc, làm cái gì cũng phải trục trặc. Đúng rồi, Và phải chính xác có khó khăn, trục trặc rồi mà sửa đi sửa lại mới thành công. luôn. Bây giờ mất hết chưa? Hết luôn rồi, không có nhà ở luôn. Không có tiền luôn, hiện tại bây giờ là không có gì luôn mà không biết rồi tiền đâu, ăn đây nè. Không có luôn hay Lúc trước cũng đã từng có của cải, đã cũng từng có tài sản, đã cũng như một bà hoàng đúng không? chính xác luôn, giỏi lắm. Nhưng mà bởi vì trong tay của chị đường chỉ phá sản nó quá nhiều đi. Đường chỉ hướng lên cũng có mà đường chỉ phá sản nó quá nhiều đi. Nó kéo cho cô chị gọi là tụt dốc luôn. Ở đây chính xác luôn đó, trước đây chị mua hải sản trong tay chỉ có 5-7 tỷ, bây giờ không còn 1.000 nữa luôn. Em cũng khuyên chị là từ giờ đừng có buôn bán những nghề mà liên quan đến hải sản nữa, không lên. Đúng rồi, đúng rồi. Chị coi như là nó dừng, nó phá sản là nó cắt cái nghề nó chị của chị luôn, nó cắt hẳn luôn. À, Buôn tự nó cắt bán luôn ngay. cái mặt hàng gì mà đừng liên quan đến các động vật, hải sản, rồi những cái Đúng rồi, con động vật, bởi vì mình buôn bán với cái đó mình cũng phải sát sinh nhiều. đúng rồi, chính xác. Mà chị cũng nghĩ vậy đó. Em coi có đường can không, có can tu gì không? Không, cơm áo Không. gạo tiền bây giờ nó còn bủa vây, tu cái gì mà tu. Đấy, quá nhiều áp lực, công nợ tiền bạc mọi thứ, gia đình người thân, nó Đúng. quá nhiều áp lực, làm sao mà buông bỏ mà tu được đây. À, chị muốn lắm nhưng mà gì không không được. Nợ đời vẫn còn trả chưa hết, tu làm sao được. Em cũng đã từng xem cho rất nhiều người, họ ở Nha Trang đấy, họ ở xứ biển đấy, Khánh Hòa đấy, ở Đà Nẵng cũng có, từ là một người buôn bán hàng rong, buôn thúng bán mẹt, rồi buôn mấy cái con hải sản nhỏ 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 nhỏ, bắt đầu lập lên mấy cái chủ sạp lớn, mấy cái vựa hải sản lớn, rồi từ mấy cái vựa hải sản đó là họ xây được biết bao nhiêu là nhà nghỉ khách sạn,
cũng ở cái vùng biển Nha Trang Khánh Hòa đấy, giàu sụ. Nhưng rồi về cuối đời họ nhận được cái kết cục nó sao, tài sản bay sạch, con cái phá hết, rồi tự nhiên rơi vào mấy cái năm khủng hoảng suy thoái do họ đầu tư đất, rồi họ bay hết tài sản luôn. Và em rút ra được một cái vấn đề, những người mà làm người đồ tể, giết heo, giết gà, hoặc những người mà buôn bán hàng hải sản hàng ngày phải sát sinh nhiều đấy, giết chóc đấy, sát sinh đấy, sát hại nhiều đấy, thì đều đem lại cái nguồn lợi trước mắt rất là lớn. Đấy, làm ra đồng tiền rất dễ, nhưng nó chỉ thịnh được một thời gian thôi. Về sau mình có muốn giữ tiền cũng không giữ được, nó cứ có biến cố nó ra, nó cứ xui rủi cho mình, khiến vào cái khoản mất tiền. Đúng, đúng, chân sót. Ra không sạch nghĩ tới chỉ có cái này hôm nay luôn, không nghĩ luôn đấy. Nó đi, đi nhanh, rất là nhanh luôn, nó đi của chị rất là nhanh luôn. Trong vòng 3 năm này là coi như nó rất là không giữ, không thủ, nói chung là không được một cái gì luôn. Thì đấy, bây giờ là chị vẫn còn, chị vẫn còn cơ hội. Em thấy cái bàn tay của chị vẫn còn cơ hội để làm lại. Vì thế là này, quyết tâm lo giấy tờ thủ tục, rồi có trục trặc xíu là cứ sửa đi sửa lại, làm là sẽ đi. Đi xa là nên bỏ cái nghề mà liên quan đến động vật này đi nhé. Chị hiểu rồi. Em ấy là chị, em xem thử Nam 47 chị đi được không? 47 chị sẽ đi được nhé. Đi được em hả? Dạ đúng rồi. Chị cũng có cái niềm hy vọng để cho chị vươn lên, chị sống chứ chị mệt mỏi lắm luôn rồi đó. Kỳ quỷ luôn mà. Ráng đi nhá. Đi sang nước ngoài sẽ một chân trời mới mở ra cho chị. Công việc nó sẽ tốt hơn. Đấy, chị có thể bắt tay làm lại từ đầu. Bây giờ cũng chưa phải là già, cũng chả phải là trẻ. Đang trong cái độ tuổi trung niên, cái sức khỏe mình vẫn còn, tuổi thọ vẫn còn, đầu óc vẫn minh mẫn, có thể bắt tay lại làm lại từ đầu. Cố gắng ráng 10 năm để tích lũy, còn 10 năm về sau nữa thì thôi nghỉ ngơi. Trên mạng gần đây có rất nhiều những cái Facebook ăn cắp clip của mình để đi lừa tiền tất cả các bạn. Vì thế hôm nay mình tạo ra cái clip này để cảnh báo với các bạn. Nếu có Facebook nào mang tên Nguyễn Nhật Anh mà chủ động liên hệ nhắn tin với các bạn, tiếp theo là gửi những cái hình căn cước giả của mình cũng như người thân của mình qua và yêu cầu các bạn phải chuyển tiền vào số tài khoản đứng tên người khác, thì chắc chắn đây là Facebook lừa đảo. Các bạn hãy lưu ý, mình chỉ dùng một số tài khoản duy nhất mang tên chủ tài khoản là Nguyễn Nhật Anh, Ngân hàng Vietcombank nhé. Mọi hình thức giao dịch chuyển tiền vào số tài khoản mang tên người khác đều là lừa đảo. Và có một cách chắc ăn hơn là các bạn hãy gọi video xác nhận chính chủ đúng mặt mình rồi hãy chuyển tiền, thì sẽ tránh được cái sự thiệt thòi cho các bạn.